Hy Viên đáp trả gắt, từ chối tiền trợ cấp, cấm chồng cũ gặp con. Từ Hy Viên và chồng cũ, Uông Tiểu Phi đang bước vào giai đoạn kiện tụng căng thẳng hậu ly hôn. Nữ diễn viên đề nghị cấm Uông Tiểu Phi tiếp xúc với hai con và từ chối khoản tiền trợ cấp từ chồng cũ. Ngày 22 tháng 12, trang 163 đưa tin, nữ diễn viên Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi đã đưa nhau ra tòa để tranh chấp về quyền nuôi dưỡng các con và chi phí chăm sóc hậu ly hôn. Cặp đôi xác nhận chia tay vào tháng 11 năm ngoái sau hơn 10 năm chung sống và có hai con chung gồm một trai và một gái. Sau khi ly hôn, Từ Hy Viên và hai con sống tại Đài Loan trong khi doanh nhân Uông Tiểu Phi sống, làm việc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Vào giai đoạn công khai chia tay, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đều dành những lời tốt đẹp cho đối phương, chúc phúc người cũ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi Từ Hy Viên thông báo tái hôn với nam ca sĩ Cô Dung Giáp vào tháng 3 năm 2022. Mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi trở nên căng thẳng suốt những tháng qua khi hai bên liên tục đấu tố trên mạng xã hội. Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ ngoại tình khi còn chung sống, lợi dụng thỏa thuận ly hôn để bòn rút tiền bạc của anh để bao nuôi chồng mới. Trong khi đó, Từ Hy Viên khẳng định bản thân không sai nhưng luôn bị gia đình chồng cũ bôi nhọ danh dự. Nữ diễn viên họ Từ đã đệ đơn lên tòa án tại Đài Loan, tố Uông Tiểu Phi không chu cấp nuôi con từ tháng 3 năm 2022. Hiện tại, số tiền nợ lên tới 5 triệu TWD, hơn 3,8 tỷ đồng. Kết quả là tài sản của Uông Tiểu Phi tại Đài Loan bị phong tỏa. Uông Tiểu Phi cũng đâm đơn kiện vợ cũ và liên tục tố cô lợi dụng tài chính của anh để xây dựng cuộc sống mới, chia cắt anh với hai con. Mới đây, phiên tòa xét xử giữa Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên tại Đài Loan đã diễn ra. Để tránh truyền thông là ảnh hưởng đến quá trình kiện tụng, mọi diễn biến trong quá trình xử án được giữ kín, hai người cũng không xuất hiện tại tòa mà cử người đại diện thay mặt. Tuy nhiên, kết quả phiên tòa vẫn được truyền thông hé lộ một phần. Theo đó, Từ Hy Viên tự nguyện từ bỏ khoản phí nuôi con hàng tháng mà Uông Tiểu Phi chi trả theo điều khoản ly hôn trước đây. Theo thỏa thuận ly hôn vào cuối năm 2021, cả hai đồng ý mỗi tháng Uông Tiểu Phi phải gửi Từ Hy Viên 3.000 USD phí trợ cấp. Bù lại, doanh nhân Bắc Kinh sẽ thành lập một quỹ nuôi dưỡng dành cho các con khi trưởng thành và quỹ này sẽ do Từ Hy Viên nắm giữ. Nữ diễn viên 46 tuổi cũng tuyên bố sa thải tài xế, bảo mẫu cũ. Họ là những người gắn bó lâu năm với gia đình từ thời cô và Uông Tiểu Phi còn chung sống. Trước đây, chi phí thuê những người này đều do Uông Tiểu Phi chi trả. Từ Hy Viên thông báo sẽ thuê người giúp việc mới và cô muốn tự thanh toán các sinh hoạt phí hàng ngày như tiền điện nước, thuê nhân viên. Tờ 163 nhận định, Từ Hy Viên muốn cắt đứt mọi vấn đề liên quan tới chồng cũ sau khi anh và mẹ ruột liên tục lên mạng tố cô ngoại tình, cười nhạo chồng hiện tại của cô Dung Giáp. Từ Hy Viên khẳng định, cô không muốn tranh cãi với chồng cũ Uông Tiểu Phi, chỉ muốn tuân theo các thỏa thuận ly hôn và mong được pháp luật bảo vệ. Đặc biệt, nữ diễn viên cũng đề xuất cấm chồng cũ tiếp xúc với hai con. Được biết, Uông Tiểu Phi luôn mong muốn được gặp các con và đề nghị được đưa các con tới Bắc Kinh sinh sống, thăm bố và bà nội nhưng nữ diễn viên nhiều lần từ chối. Trong thời gian còn kết hôn, Từ Hy Viên không muốn tới Bắc Kinh sống cùng chồng vì không hợp khí hậu. Trong nhiều năm, cô và Uông Tiểu Phi mỗi người sống một nơi và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình cảm giữa hai vợ chồng rạn nứt. Sau phiên tòa, tài sản của Uông Tiểu Phi ở Đài Loan tạm thời vẫn bị hạn chế sử dụng và sang nhượng cho đến khi vụ kiện kết thúc. Từ Hy Viên, sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn Sao Băng, Chiến Thần, Bong Bóng Mùa Hè từ năm 2012. Sau khi lập gia đình với Uông Tiểu Phi, cô không đóng phim, duy trì cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau khi tái hôn với ca sĩ Hàn Quốc, cô Dung Giáp, Từ Hy Viên cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống và khẳng định bản thân đang rất hạnh phúc.